chia sẻ với các mọi người đến một cái nơi là cái lò tiễn biệt mọi người của người Khmer ha. Ngồi tại cái lò hỏa táng của người Khmer mọi người. Ôi đội người cũng nguyên sinh luôn mọi người. Hello chào mọi người ha. Thì mọi người thì hôm nay thì Tú muốn chia sẻ với các mọi người đến một cái nơi là cái lò tiễn biệt mọi người của người Khmer ha. Thì trên quá trình mình đi mình sẽ quay một đoạn đường từ đây đến cái nơi đó mọi người. Thì mọi người khi nào mình đến mình sẽ quay cận cảnh cũng như là quay trực tiếp cho mọi người xem ha. Thì theo mình hiểu là chắc chắn là đó sẽ có xương và cũng như là có những cái điều mà mọi người chưa biết được. Thì giờ mình sẽ đi thôi mọi người. Hello, chào chú anh chị các bạn đã quay kênh Pháp Hồ phải không? Thì mọi người thì hiện tại bây giờ là mình đang ngồi tại cái lò hỏa táng của người Khmer mọi người. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái nơi vĩnh biệt, một cái nơi thiêu hỏa táng người mọi người. Thì có lẽ thì có một số người là
đã biết và có một số người không biết ha. Thì hôm nay muốn đến đây vẫn như muốn chia sẻ các bạn và muốn quay để cho mọi người cùng biết và cũng cùng hiểu thêm về cái tục lệ người Khmer. Thì bây giờ mình sẽ quay camera lại mà mình sẽ quay sơ sơ nó đây cho mọi người xem ha, và cũng như là coi có cái điều gì hay không mọi người. Để quay thôi mọi người. Thì mà thấy nè, cái mâm này là cái mâm để đựng xương luôn, mà khi mà ta quả táng ở trong sông á, nó sẽ đem ra đựng xương, người ta sẽ sàng lọc rồi lấy xương rồi. Thì đây là cái lò quả táng, để mình coi. Đây là cái móc xương này mọi người, móc vào cái xương ra, để có xương dưới đó luôn kìa. Ôi, xung quanh đây rất là nhiều xương luôn ạ. Đây là đây người luôn. Đây mọi người thấy nè, đây là một cái xe để cái hàng lên mọi người, để cái hòm lên đó. Thì họ sẽ để cái hòm lên cái xe này, mà khi mà đến giờ đến lúc để đốt á, để quả táng, thì họ sẽ đẩy cái xe vô bên trong, để xe vô bên trong để người ta nhóm lửa hai bên nè, bên hai bên hông, thì đẩy vô trong để lên nhóm lửa hai bên hông. Người thấy không, đây nè, đây có cái hai mấy cái cửa nhỏ nhỏ rồi, là người ta sẽ chụm cửa từ ngoài này vô mọi người. Để mở con thấy gì không? Nè, thấy không? Thì lò hỏa táng nha mọi người. Thì mình nghĩ ở đây mới đây là có người mới thiêu rồi, tại vì đây nè có một cái lá cờ mà không biết cái này phải là lá cờ mà nhưng không may ta hiểu rồi, mình không hiểu. Thì đây là một tục lệ của người Khmer. Thì nói chung thì mình muốn chia sẻ với các bạn cái điều này. Ngồi sưu tầm phẩm. Đây là xương mọi người. Xương thì người Khmer ta mình có tìm hiểu và cũng có biết là khi người ta quả táng á, thì người ta sẽ hốt một cái nấm cho để đâu cái hũ thôi, thì người ta sẽ gửi vào chùa mọi người. Còn những cái xương khác thì những cái xương mà dư nhiều quá, những cái xương mà ống quyển, những xương mà khác rồi người ta sẽ bỏ ha, để mình lấy cây mình kheo kheo cho mình thấy ha. Đây lấy cái cây này. Ây dạ. Nhưng mà mình thấy không, mình khúc xương nè, xương đây là xương mà đây cũng là xương, là xương nè, quá trời xương. Đó. Xương mọi người thấy không nè, rất là nhiều xương. Bây giờ mình sẽ quay theo bờ dọc nè, theo mí dưới cái nền á, người ta quét xuống như này mọi người, rất là nhiều xương luôn. Đây là xương bánh chè hay là xương ống quyển hay là xương đầu gối gì đây mọi người, thấy ghê chưa? Đây nè, người ta cắm nhang thì cái chỗ này mọi người rất là nhiều xương ở đây rồi. Chúng tôi cắm nhang như đây ha. Đó. Đây lấy cục xương này tạo. Đây mọi người thấy cục xương này, xương này, xương đầu gối, xương gì nó ấy nè. Kinh khủng khiếp chưa? Rất là nhiều xương luôn.
Vậy đây mình mở cái này cho thử, tại cái này người ta cho mở. Nếu mình không cho người ta phá là mọi người. Ôi ôi. Mọi người còn nguyên xi luôn mọi người. Wow. Ghê quá. Đóng rồi đi, ghê quá mọi người ơi. Kinh khủng quá. Người ta mới thiêu luôn, người ta chưa có lấy luôn mọi người. Còn nguyên xi ở trong đó. Thật là điều kinh khủng. Sợ quá đi. Có ai muốn xem lần nữa không? Ok. Cho người xem lần nữa kỹ hơn nè. Mọi người thấy không? Trong đó rất là nhiều xương nữa đó. Nó. Ôi xong rồi, có đốm sáng rồi ta. Ghê quá, ghê quá. Thôi, đóng rồi đi. Chia sẻ mọi người nhiều thôi. Đừng nên chia sẻ sâu quá sẽ sợ. Thì mọi người ơi, thì cái video này chỉ là mình muốn chia sẻ đến mọi người là cái tục lệ người Khmer, người ta khi chết rồi người ta sẽ làm thế nào. Thì để cho mọi người đều biết ha, tại vì cũng có một số người là họ chỉ nghe chưa thấy tận mắt. Thì hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến mọi người để biết thêm về cái tục lệ người Khmer. Thì khi đã mất rồi thì họ sẽ thiêu, thì họ sẽ để lấy một cái nấm xương nhỏ để họ để vào hũ và gỡ vào chùa mọi người. Còn những cái xương dư thì họ sẽ bỏ đi, thì người ta sẽ đốt nhang và cắm theo những cái chỗ mà có xương mọi người, chỗ nào có xương người ta cắm nhang cái đó ha. Thì cái clip này thì mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Thì mọi người thấy ý nghĩa và như là yêu mến thì mọi người hãy like ha và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình mọi người. Bây giờ chào mọi người, hẹn mọi người vào clip theo. Bye bye mọi người nha.